quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Thưa quý vị khán giả, trong chủ đề Món Ngon Giao Mùa, chương trình đã giới thiệu đến với quý vị khán giả rất là nhiều món ngon, bổ dưỡng mà phù hợp với lúc thời tiết thay đổi nữa. Trong chương trình ngày hôm nay, Diệu Thảo sẽ giới thiệu với quý vị khán giả thêm một món ngon giao mùa với những ưu tiên là bổ dưỡng và thời gian chế biến thì nhanh chóng. Món ngon giao mùa thì em nghĩ là mình còn phải có tiêu chí là nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa, phù hợp với lại cơ thể nữa đúng không cô? Chính xác. Và nguyên liệu cá là một trong những nguyên liệu mà đáp ứng yêu cầu này, là vì cá thì có nhiều dưỡng chất nè, dưỡng chất thì lại cân bằng mà đặc biệt là cũng dễ tiêu hóa nữa. Nói như vậy thì ngày hôm nay chắc là nguyên liệu chính sẽ là cá rồi đúng không cô? Chắc chắn rồi. Đố Minh Châu biết như vậy thì hôm nay cô sẽ dùng phương pháp gì để chế biến? Cô Thảo nói vậy khó cho em quá à. Thực ra nếu mà đoán thì hơi khó đoán, nhưng mà nếu cho em ướp á thì em sẽ ướp có một món cá ngày hôm nay có vị chua chua, ngọt ngọt, cay cay, ví dụ như là cá sốt chua ngọt chẳng hạn. Cũng hay đó, nhưng mà Minh Châu có thể giải thích là tại sao Minh Châu lại ướp cái món chua chua ngọt ngọt không vậy? Thì bởi vì trong thời tiết giao mùa như thế này thì món chua chua ngọt ngọt rất là dễ ăn, dễ tiêu hóa giống như cô nói còn gì. Minh Châu đúng là rất là giỏi tài phân tích. Như vậy thì trong món ngon giao mùa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món cá chim chiên sốt cà. Món ngon trong tích tắc ngày hôm nay cần chuẩn bị 2 con cá chim trắng có trọng lượng khoảng 300g, 1 muỗng canh cà bát, 3 trái cà chua, tỏi băm, hành, ngò, 1 ít ớt sắc sợi, các loại gia vị thông thường và bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit. Trước hết thì chúng ta sẽ khứa caro lên trên phần thân cá như thế này. Để làm gì vậy cô? Khi khứa caro trên cái thân cá như thế này á thì chúng ta ướp gia vị vào giúp cho gia vị dễ thấm hơn, và đặc biệt là khi chiên thì nó sẽ giòn và ngon hơn. Em phải nhắc lại để quý vị khán giả cùng ghi nhớ mới được. Quý vị nhớ đừng quên nhé, chúng ta sẽ khứa caro trên mình cá để cho cá thấm gia vị nè, khi chiên dễ chín và giòn lâu hơn. Chúng ta sẽ ướp vào khoảng chừng 2 muỗng canh tỏi băm này nha. Kế đó cô ướp tiếp đến nửa muỗng cà phê tiêu nè. Sau đó chúng ta sẽ sát đều cái phần tiêu và phần tỏi băm này lên trên mình cá. Và đặc biệt là quý vị khán giả nhớ lưu ý là chúng ta sẽ phải cho những cái phần tỏi mà chúng ta băm nhỏ này vào những cái phần khe này, để cho nó thật là thấm vào trong cái phần mình cá, và thịt cá sẽ thơm ngon hơn khi mà chúng ta chiên. Và bây giờ chúng ta sẽ sơ chế đến các nguyên liệu còn lại. Hành lá này á thì cô sẽ cắt khúc ra nè. Ngò rí thì cô cắt nhuyễn ra và chừa một ít lại để lát nữa chúng ta trang trí sẽ để lên trên. Cô sẽ để một nhánh ngò rí lại. Còn lại bao nhiêu thì chúng ta cắt nhuyễn. Phần cà chua này thì chúng ta cắt ra, và Minh Châu nhớ là chúng ta sẽ bỏ cái phần cuống đi ha. Dạ chắc chắn rồi. Rồi sau đó cái phần này chúng ta cắt nhỏ như thế này thì khi mình băm ra nó sẽ đều hơn. Đây, cô đặt cái chảo lên. Trong khi mà mình chờ chảo dầu nóng thì giờ mình xoay qua mình chuẩn bị phần cá. Để tẩm khô á thì cô sẽ rắc đều một ít trên cái dĩa trước nè ha. Để cái con cá chim vào. Tiếp tục rắc đều thêm một lần nữa. Rồi, chúng ta sẽ tẩm đều cả hai mặt. Cái phần vây này của con cá chim á rất là giòn và ngon. Bây giờ thì chúng ta thả cá vào nha. Chúng ta sẽ để nhẹ cá vào trong dầu. Hồi hộp quá. Chúng ta sẽ tiếp tục chiên luôn cá thứ nhì luôn vào cùng cái chảo này. Khi mà cá đã chín vàng một bên thì chúng ta lật trở lại, chúng ta trở để cho cá được vàng đều. Khi cá đã vàng giòn rồi thì quý vị khán giả có thể thử bằng cách chúng ta là dùng đũa là chúng ta ấn nhẹ lên trên mình cá. Dạ. Chúng ta sẽ có cái cảm giác là cá rất là cứng giòn rồi. Bây giờ thì cá đã chín vàng từ trong ra ngoài rồi. Chúng ta sẽ tắt bếp đi và cô sẽ vớt phần cá này ra. Kế đó chúng ta sẽ cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Cô sẽ cho tỏi vào. Đó, bây giờ tỏi đã vàng thơm rồi đó, Minh Châu thấy không? Dạ thấy rồi. Cho cà chua vào. Tiếp tục đảo đều. Bây giờ cô bớt lửa đi. Cho vào khoảng 1 muỗng canh nước mắm nè. Và kế đó là cho thêm 1 muỗng canh đường. Bây giờ cà bắt đầu rút nước rồi, cà cũng đã nhừ rồi. Cô sẽ tiếp tục cho 1 muỗng canh cà bát vào.
Khi mà cho một muỗng canh cà bát vào thì sẽ giúp cho cà có màu đỏ đẹp tự nhiên và đồng thời tạo độ sánh cho món sốt cà nữa. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta hãy cho cà bát vào trong quá trình làm sốt cà nhé, vừa giúp cho sốt có màu đẹp mà lại còn có độ sánh nữa. Cà cũng đã nát nhừ và sệt lại như thế này rồi đó, và quý vị khán giả sẽ cho thêm một ít nước nữa để cho sốt cà không bị quá sệt, tại vì sệt quá cũng sẽ không ngon. Chúng ta sẽ cho thêm khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto nữa. Vậy là xong đúng không cô? Còn hành nè, ngò nè, cuối cùng cô cho phần ớt sắc sợi nữa. Cô sẽ cho một cái miếng cá lên. Cuối cùng á thì phần này cô sẽ rưới thêm một ít sốt cà lên trên nữa. Một vài ớt sắc sợi. Vậy là xong. Xong rồi. Một miếng cá châm châu này nha. Rồi. Em cảm ơn cô. Cô có nghe tiếng em nhai cá không? Có. Rất là giòn đúng không cô? Em thử thêm miếng sốt nha. Sốt chua chua. Nhưng mà có vừa ăn không? Ngọt ngọt. Đậm đà. Cay cay. Còn gì nữa? Chắc là em ăn miếng nữa quá. Không thể nào mà trong vòng một miếng mà nói hết được những cảm nhận của mình đâu. Quý vị khán giả thử thực hiện nha, và hãy ăn hết con cá để xem là Minh Châu nói có đúng không ha. Món ngon, giao mùa. Với những nguyên liệu dễ tìm mua, quy trình chế biến đơn giản và cả những bí quyết nhỏ mà cô Thảo chia sẻ, thì hẳn là quý vị khán giả sẽ rất tự tin thực hiện món cá diêm chiên sốt cà. Và nếu thành công rồi thì đừng quên chia sẻ cảm nhận với chương trình quý vị nhé. Hãy viết thư cho chúng tôi về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083-823-7557. Còn bây giờ thì cô Diệu Thảo và Minh Châu xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại.